Đây, các bác vui như làm nhà. Đấy, thợ thuyền, thợ đục, thợ sàm, mỗi thầy một góc ngồi. Khu đằng này thì là ông bác này đang là triển khai sàm cái phần hiên, kẻ hiên. Đấy, khu đằng này thì đang sàm hàng dọc. Còn khu đằng này là các bác đã thợ đục. Đấy. Quay một cái video về một cái khu vực làm nhà cho các bác xem. Đây, phải nói là cái kẻ hiên này với cả cái cây quả giang này là chất gỗ rất là ác liệt đấy, đúng chất phan quê, đỏ au, rắn chắc. Có điều là để nó bị mốc lên thôi. Mấy hôm vừa rồi mưa quá. Nhưng mà mốc này thì đợi nó khô hết đi thì anh em lại đánh tơi nó ra thôi, không có việc gì cả. Đấy các bác, phan quê nó mịn thế này. Đúng phan tà xịn các bác ơi. Mịn này, chất gỗ nó mịn, lư rồi. Đặc cấp luôn, chắc như lim, không kém như lim cả. Các bác thấy chưa? Đây là cái chi tiết cái kẻ hiên ở đằng trước đây. Đấy, kẻ hiên đằng trước đang được phạt định hình ra như thế này. Sau đó là thợ sẽ sàm đóng. Phạt định hình ra và thợ sẽ sàm đóng. Sàm đóng xong thì sẽ thợ đục sẽ vào để đục. Toàn bộ nếp nhà bằng gỗ san quê hết. Chất gỗ san tía già. Quả giang đây. Còn bên này là khu vực các bác thợ đục đang đục. Đục. À. Vui như là làm nhà. Làm nhà chính ra vui lắm các bác. Thợ thuyền người ta vừa làm vừa câu chuyện câu trò. Làm nó cũng không, tất nhiên là có mệt nhưng mà nó cũng không, nó vẫn vui. À. Các bác đang đục. Lạch cạch. Ngày xưa làm nhà này là kiểu cũng đông khán giả lắm chứ nhỉ. Yeah. Mình cứ làm là cái chủ nhà rồi hàng xóm láng giềng cứ qua ngồi lấn lá để xem vui như hội chứ nhỉ. Yeah. Đấy. Đục từ những cái thanh gỗ này cho bánh bóng quật sạch nên là đẹp lắm, lên nhà là đẹp lắm các bác. Đang triển khai căn nhà gỗ Santa. Đây, các bác nhìn này, đấy, Santa nó đẹp đến mức độ như thế này, đấy. như lim luôn, chất, đanh thật, đẹp. Khu vực đục.